Thông pick thứ ba thì EG lựa chọn đó là Vset rồi. Con hero khả năng control lên cực kỳ khỏe. Đánh early cũng như là đầu mid game. Và cái lượt pick thứ tư thì LGD Gaming họ lựa chọn đó là con Shadow Fan dành cho Maybe. Ngày hôm qua thì cũng với con hero này họ đã khiến cho team VC Gaming phải quỳ rồi. Và đó là Kling dành cho Fear ở đây. Sẽ đánh với bộ là Let's Rock Kling. Ban cuối cùng đến từ phía của LGD, họ sẽ phải ban đi một con hero support nữa bên phía của team EG. Đã nhả Let's Rock rồi. LGD Gaming họ cũng đã từng nhả con Let's Rock này lại cho team VP và đã giành chiến thắng cũng với một Shadow Fan và Shadow Copter như thế này. Trong khi đó thì lượt ban cuối cùng họ ban đi con Dazzle của PVD, còn EG thì sao, họ ban một con Roadmaster ở vị trí offlane của Universe. Tiếp tục là một màn mà tê lê ra để cắm quát trong khu vực rừng của đối phương thôi. Càng vào sâu trong T5 lần này thì các họp lên thường xuyên là có những cái meta như thế này. Zumeo cầm Let's Rock đã lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến con hero này ở TI.
Và trận đấu bắt đầu rồi, sẽ là chia đều run cho cả hai bên thôi. Không có va chạm ở những phút đầu tiên này. Ali Hai Cảnh với con Vicep sẽ là người đi cản grip cũng như là hỗ trợ một chút dành cho Lestrade của Sumail các bạn. Early đảm bảo cho con Lestrade có được những cái lượt farm. Có lẽ là bên phía của team LGD CL8 và con Shaker cũng cần phải ra. Và một tiếp tục một màn block grip cực kỳ tốt của Yao. Sao lại tắt cái tiếng đang lên tiếng bên đấy mà anh bật lên đi. Vâng, maybe lên cho mình như thường lệ, đấy là một điểm vào cái vẩy ray rồi. Đi với lên Shark và lên vẩy ray như này là hoàn toàn ok. Sumail thì sao, đóng luôn cho mình, đó là một cái đồn tăng thêm lượng stat đã con thuống, stun thẳng vào mặt của maybe ở đây rồi. Đang là farm hơn đến từ phía của thanh niên Sumail. Trên top sẽ là màn mà Universe sẽ đi solo cùng với cả Syla, gần như là solo. Khi mà con Rubik của thanh niên MMY sẽ có tình huống vào pool cam grip rừng và farm cho mình cái lượng level cần thiết. Dưới bot thì Kling với thanh niên Fear vẫn đang là farm ổn thôi. Fear đi cùng lên với cả Tuska, hoàn toàn là thoải mái, có một tình huống di chuyển rồi. Sumail đang lao vào hơi sau, bây giờ CL8 di chuyển ra. Và một tình huống mất chắc phía xua vào First Blood. Vâng, đó là tình huống. Như vậy là First Blood vẫn được dành cho CL8. PPD với một tình huống di chuyển ra không thực sự tốt, cũng đã phải nằm lại với việc là bị bắn quá nhiều đến từ phía của ấy trụ rồi. Một pha đánh có thể nói là hách não của CL8 để cho maybe cũng như là để cho thanh niên maybe lùi lại một chút. Sumail hơi húng lao lên mà CL8 bất thình lình xuất hiện ra một tình huống chặt phía sùa cực kỳ đẹp. Và ngay sau khi chết thì đã có một tình huống smoke được mua bởi PPD rồi. Muốn gỡ lại cái pha first blood vừa rồi. Bây giờ có di chuyển ra của FMY, họ muốn đè Sumail ở đây. Chết tay lần đến từ Sumail rồi, và 3-1 dành cho những người Trung Quốc. LGD họ đang cố gắng lấy lại những cái gì đã mất ở trong game đấu đầu tiên. Và như ngày hôm qua tôi đã nói rồi, có một cái aura ở trong cái nhánh thua này. Bất kỳ một kèo bo ba nào, nếu như có một đội giành chiến thắng ở trong game đấu thứ hai thì sẽ giành chiến thắng ở cái kèo tổng này. Hiện tại thì lượng farm đầu bảng đang là Syla với con Gyrocopter. Đứng thứ hai là Fear, khoảng cách cũng không là quá nhiều đâu. Trong khi đó được Sumail chết hai mạng thì vẫn đang farm bằng so với con SF của Maybe. Nhưng nên nhớ rằng con SF này nó có khả năng farm bù cũng như là farm vượt top và cực kỳ nhanh. Những phút đầu tiên của game đấu và hỗ trợ của dòng băng dành cho Lestrade là không thực sự hiệu quả. Trong khi đó thì ở trên top, thanh niên Clockwork vẫn đang có cái lượng farm ổn định của mình với những cái tình huống là bắn rocket ra. Hơi khó để bắt con Clockwork. Trên kia đang bảo chậm 2-3 giây. Chậm 2-3 giây, dưới này chậm 2-3 giây á. Trên kia đang chậm. Bảo kia đang bị chậm. Bảo có refresh hoặc là trên YouTube trên kia. Vâng, và nếu như anh em ở trên khán đài mà đang xem bị delay khoảng 2-3 giây thì nhờ anh em kỹ thuật là bấm lại cái chữ trực tiếp ở trên kênh YouTube hoặc là F5 lại giúp đội ngũ ở dưới đây với ạ. Ở mid thì đang là farm thua và đang khá là tối với lượng sai ở mid bên phía của team EG. Không có một cái ward cắm ở khu vực trong cái đường vào rừng mà như vậy vẫn nhìn thấy sai của thanh niên SF ở đây. Có một tiếng di chuyển smoke, lộ smoke ra rồi. MMY ngay sát đằng sau. Fit sùa vào nhưng hơi khó bắt PPD trong tình huống này. Né stun là tốt đến từ Maybe. Vâng, bây giờ thì bắn slow thẳng một người của MMY. Tuy nhiên có lẽ là không có di chuyển ra của Universe. Đặt cóc vào nào. Không, như vậy là mini stun đủ để giết mạng Rubik ở đây rồi. Chả hiểu sao nó cứ chậm.
Phía bây giờ di chuyển ra biết dồn ra một baby và có mảng cho Cửa Linh ở đây. 3 đều, EG vẫn đang làm tốt, PPD đuổi theo CL8. Ok, đuổi con bò này về luôn, chiếm hoàn toàn khoảng mít dành cho thanh niên Sumer ở đây rồi. Sẽ mua cho mình một cái giày thôi. Sau khoảng thời gian early game có thể nói là khá thọt ở mid, thì hiện tại Lestrade đang được sự hỗ trợ rất tốt đến từ cả Hakkari cũng như là offlane. Và bây giờ con Lestrade của Sumail đang có lượng farm tốt của mình rồi. Đang dày máu dành cho Clockwork của Universe. Khả năng đứng lên đối với con Clockwork này với cái dày máu là hoàn toàn ổn. Trong khi đó thì Cửa Linh của Fear sẽ lên cho mình một cái medal thôi. Tiếp tục là những màn đi stack cam đến từ phía của PPD. Bên phía team LGD họ đang cố gắng cover để cho SF của Maybe có thể vào trong khu vực rừng và farm lên cái cam stack. Như vậy là ăn run thành công dành cho Tuska. Sẽ không có run in ở trên top thì cái run DD sẽ thuộc về PPD với con rồng băng rồi. Và một tình huống ulti vào sai của Syla và đang cố gắng dồn đam Universe, nhưng Universe đánh vẫn là chuẩn bài ở đây. Bây giờ thì Fear đang dồn đam và thanh niên Yao cố gắng bắn về Yao, bắn đau quá rồi, một cái vâng và lại là mạng dành cho Fear. Để cho Kling nó xanh sớm như thế này thì không ổn một chút nào đến từ phía của LGD rồi. Pick vào một con Clockwork để đi lên cùng với cả Gyrocopter là quá hay. Sao vậy? Vâng, đã có medal dành cho Kling rồi. Trên top thì Syla đang dồn khá nhiều grip vào gần khu vực trụ của bên phía team EG. Nhưng đây sẽ là cơ hội farm dành cho Universe thôi. Có smoke di chuyển 3 người đến các thành viên của team LGD. Họ muốn Universe ở đây sẽ là một màn combat 1 đổi 4. Cần có những cái tele nếu như họ muốn giữ lại combat này. Nếu không thì Universe chắc chắn là sẽ nằm lại thôi. Lăn thẳng vào đầu của Clockwork ở đây rồi. Ok, một cái fissure đập ra và mạng dành cho thanh niên Gyrocopter của Syla. Ăn luôn cái trụ một ở trên top này thôi. Đã có di chuyển lên đến từ Fear. Một tình huống tàng hình và Fear sẽ không bị phát hiện ra trong tình huống này. Sumail cũng đã di chuyển lên rồi, họ muốn đép cái trụ này. Có lẽ sẽ là combat to ở đây. Syla vẫn còn cho mình đó là cái ulti. Lại nha anh nhá. Mở cùng một trình duyệt đi anh. Mở lại cùng một trình duyệt đi. Vâng, farm cam stack to đến từ thanh niên Fear. Hình như là đang có hơi delay một chút đến từ phần tiếng của mình. Có di chuyển smoke vào khu vực rừng bên phía của team EG rồi. Đó là Yao cắm một cái quad ra. Không có lượng sai để nhìn thấy AOE ở đây. Vâng, bây giờ thì Vizet sống kiểu gì? Chắc chắn là nằm lại rồi. Có thứ hướng slow vào, tuy nhiên đó là một cái fit sword cực kỳ đẹp. Chắc chắn là AOE ai cảnh sẽ lên bảng điểm số thôi. Em đang bật lại, nó đang bị bật thành 420. Anh ấn lại đi.
anh Nhật đấy. Máy này được làm sao? Chậm mười mấy giây. Vâng, hiện tại thì lượng network đứng đầu đang là Saira, đứng với chị thứ hai đó là Sumeo và Maybe thì vẫn đang farm rất là ổn với 4.100 network. Quỷ cái máy này làm sao? Không thì em nhìn bên này em cap được. Không để em nhìn bên này em cap được. Có một cái rune đây đây dành cho Fear ở đây. Khoảng 5 giây thôi. 5 giây đây anh nhìn bây giờ. Có ok. Còn hơi có trục trặc một chút xíu về lỗi kỹ thuật bọn tôi đang cố gắng xử lý ở đây rồi. Fear với cái rune đây đây. Nếu hãy các thành viên bên phía của team LCD họ cần phải coi chừng nếu như muốn đẩy vào hay là muốn ganh vào lên mid này. Đã có một cái trống dành cho Sayla rồi, bắt vào FMY. Phát đầu mid thôi đáng tiếc nhưng hút sớm vào của Universe. FMY chắc chắn đã làm lại đúng vào rồi rồi. Không cho con Rubik này có khả năng farm được. Để cho Rubik có level 6 sớm là điều không tốt dành cho bên phía của team EG. Trong khi đó thì AOE hai cảnh với Vset bám lên từ đầu đến giờ đã có mình được level 7 rồi. Lên Strat của Sumail chắc chắn là sẽ lên Blaston thôi và sẽ làm cái Blaston sớm dành cho con Lên Strat này. Farm đang cực kỳ ổn. Vâng, cho quả cầu tuyết vào để mà soi sai ở đây. Đáo thường băng trụ cần có một cái deny. Có lẽ là deny được rồi khi mà các thành viên bên phía của team LCD họ đã lùi về. Đang để cho AOE hai cảnh với con Vset này farm được rất nhiều lượng creep cũng level ở đây, bắn thẳng vào mặt của Sayla, chỉ là bắn dọa để đuổi Sayla về thôi. Hai bên đang thi đấu khá là cẩn trọng ở đây, tỷ số vẫn đang là 5-5 thôi, chưa biết là 10 mạng đầu tiên nó sẽ thuộc về ai. Còn có một tình huống mà bắn vâng bây giờ thì lăn thẳng vào đến từ phía của Yao, đấm cái Clockwork lên sẽ là Fitzua sát cực kỳ đẹp. Đó là một cái tình huống tele về tốt nhưng không kịp rồi, FMY xuất hiện và Universe vâng hút shot về thẳng vào người của Sumail và Universe với một pha xử lý highlight. Đại ác dành cho Clockwork ở đây, ba thành viên với những cái disable cực kỳ lợi hại, chặn đường các kiểu nhưng Universe vẫn có thể thoát được trong tình huống vừa rồi. Đánh quá bình tĩnh và lạnh lùng với Clockwork. Giày chip dành cho thanh niên Fear. AOE hai cảnh với con Vset vẫn chưa rời lên, vẫn đang là farm ở đây. Bên phía team LGD họ đang fail gank một vài tình huống rồi và đây rõ ràng là điều không hề tốt. Họ đang muốn bắt Fear cũng như là Lestrade, thậm chí là cả con Clockwork của Universe. Thì có vẻ như quá nhiều tình huống không thành công. Bây giờ là di chuyển xuống dưới bot, họ không muốn để cho con Vset được bám lên lâu hơn nữa. Bốn thành viên của LGD di chuyển xuống đây rồi. Không có ward của team EG. LGD mid trên bản đồ và AOE hai cảnh tỉnh táo là tele về thẳng luôn. Anh bao thêm một giây nữa. Anh bao thêm một giây nữa. Vâng, bây giờ thì Fear còn đi farm luôn rừng của đối phương. Trong khi đó thì team LGD họ đang hướng đến những cái trụ. Sẽ là thêm một trụ bot thành cho LGD thôi. EG họ không muốn về đép. Sẽ là để cho Sumail bật cái Diabolic Death lên và đang cố gắng để ăn cái trụ đầu tiên dành cho bên phía của team EG. Rồi, last hit trượt đến từ thanh niên Boy 16 tuổi ở đây. Đứng một mình với một cái xe và con creep bắn xa. Rune DD cho Fear. Rất nhiều các thành viên bên phía team LCD đang tập trung ở mid. Tôi không check được lượng đồ của Maybe với con SF này. Băng trụ đến từ Evil Genius rồi.
Không biết là như vậy là đã có Mekan dành cho SF ở đây. Và sẽ làm tình huống stick 5 người, cố gắng để put thêm một trụ nữa dành cho LGD. Ego họ đang không muốn va chạm, đang muốn farm thêm cái lượng item. Về network thì bây giờ LGD họ đang dẫn đầu với thanh niên Maybe và đứng vị trí thứ hai là Sayla. Chuyện bám khá sát chính là con Leswa của Sumail rồi. Fear mặc dù là đang free farm, tuy nhiên là di chuyển hơi nhiều, mới chỉ có được 5600 network thôi. Một tình huống mà có rune đây đây, bật skill 1 lên rồi. Ulti đến từ phía PPD và Sayla chắc kèo là lên bảng điểm số turn này. Ngay lập tức là di chuyển về và phải có cả cancel TP khi mà đã nhìn thấy Sumail xuất hiện ở đây. Bloodstone phút thứ 14, 15 gì đó dành cho Sumail. Họ sẽ ăn cái trụ này thôi. Bỏ rừng và chiếm luôn cái lên top đến từ phía của team EG. Không có gì là khó khăn, không có sao copter với cái ulti AOE khủng. LCD họ không muốn ra trong tình huống này. Trong khi đó thì con Earthshaker của Cell 8 chưa có cho mình cái ulti và chắc chắn cái lượng đồ cũng là chưa có gì. Cả hai bên đều đang đánh theo chiến thuật là đi phút tổng. Một cái ơn dành cho Rubik của MMY. Vâng, vừa cướp được đó là cái skill 2 của con Winter. Bây giờ thì đã có giáp phản dành cho thanh niên Universe rồi. Fear đang rất muốn ganh vào các thành viên vật. Lăn vào đến từ phía của Yao, bắn rất nhiều vào PPD, nhưng đó là hướng ngủ đông cuối cùng thì vẫn phải nằm lại thôi. Mạng được ăn dành cho Rubik. Fear bây giờ có lẽ là cũng nằm xuống hay không nào. Bị phát hiện ra rồi. Vâng, Fear lên bảng đếm số hay không, bị dồn đam. Có cả Asharp vào, Fear đang chạy khá là tốt. Cần có một tình huống vậy, không cần phải sai la ăn mạng của Fear trong tình huống vừa rồi. Mặc dù đã có timing stun đến từ hai con đệ của Vset ở đây nhưng vẫn không thành công. Bên phía của team EG bất chợt và mất hai mạng. Quảng rừng thì phải nhường lại cho LGD khi mà nó mất những cái trụ một rồi. Maybe hướng đến item tiếp theo có lẽ sẽ là một cái BKB. Chưa thấy có một tình huống setup đến từ phía của thanh niên Universe. Vâng, nhấc được Sumail lên. Ulti đề ra đến từ phía của Maybe, nhưng ngay sau đó là một cái ulti của dòng băng. Bây giờ thì Maybe vẫn chưa chết. Hồi máu dành cho Sumail rồi. Echo Slam tuyệt vời của Cellhead giết được thanh niên Sumail ở đây. Mặc dù đã mất đi MMY nhưng đổi như thế là đổi quá lãi rồi. Cái skill 3 cực kỳ khó chịu đến từ phía của Tuska. Rõ ràng là để cho Yao cầm Tuska vẫn là một lợi thế gì đó bên phía của team LGD và di chuyển ngay lập tức vào khu vực Roshan rồi. Vâng, ai sát không thành công dành cho Yao. Cố gắng dồn đam vào Yao. Một cái Splinter Blast cực kỳ đau. Yao liệu có lên bảng điểm số hay không? Đâm vào phía ở đây. Yao chết. Nhưng đó là một cái stun thôi. Bây giờ thì Sayla đang bị kẹt ở trên khu vực vùng cao. Sayla lên bảng điểm số. Hồi máu dành cho Sumail ở đây rồi. Cảnh viên của EG đang đánh cực kỳ ổn. Tỷ số hiện tại đang là 9-8 và ăn ngay con Doshan khi mà Sayla không xuất hiện trên bản đồ. Trong khi đó thì Baby anh sẽ phải lùi về và regen thôi. Và Aegis được cầm bởi Sumail rồi. Evil Genius họ vẫn đang đánh cực kỳ tốt. Cần lắm một cái BKB sớm cho Shadow Fiend để có thể gánh lại được kèo này. Còn Vset này nó sẽ lên cho mình một cái gậy xanh và farm được tới 3/4 gậy xanh rồi. Sayla chưa có BKB, sẽ phải farm thêm cho Zyrocopter này rồi. Đang cố gắng để farm vào cái Camp Ancient rồi.
bên phía của team LGD họ vẫn còn một cái trụ một ở lên mid. Đã có ping vào đến từ phía của PPD, gậy lock dành cho Sumail. Di chuyển smoke rồi, họ muốn đánh đau ở mid. Universe liệu có hook shot đẹp hay không? Không có lượng side map. Còn một tình huống mà sẽ gặp Xeo S ở đây, Xeo 8 nào. Đập phía xua ra là khá tốt. Bây giờ thì hook shot vào rồi, Xeo 8 chắc chắn là lên bảng điểm số tuần này. Và đó là mạng dành cho Sumail. Di chuyển và hơi bị đen một chút xíu dành cho thanh niên Xeo 8 ở đây. Giao đang làm gì vậy? Đang bị phát hiện ra đến từ những con đệ của Vsep. EG họ sẽ ăn vào cái trụ mid. Băng trụ của LCD rồi, không có shaker ở đây. LCD sẽ phải đợi Xeo 8 ra. Có lẽ là đã xong đề xô cho Fear. Và tỷ số là 18 cho EG. Tuska của Yao thì gần xong cho mình, đó là cái Blink rồi. Vâng, Fear di chuyển vào và đã bị phát hiện ra với một cái Senchi cắm thẳng vào đến từ Yao, đấm được Fear lên rồi. Có cả ulti của Syla hồi máu dành cho Fear, nhưng liệu có là đủ hay không? Bên phía của team LGD họ đang cố gắng lùi về, đang cố set up tình huống combat, tự lốc lên đến từ phía con Xeo 8 rồi. Bây giờ được mở ulti ra của Baby nhưng đang bị dính cái ulti đến từ phía con dòng băng. Đổi Fear để lấy Xeo 8 không được rồi, vẩy bay ra và thanh niên Universe cũng đã lên bảng điểm số. AoE cũng sẽ nằm lại tên này thôi, thậm chí nó còn bị lấy đi cái skill 1. Một con mắt thắng dành cho bên phía team LGD và 11 đều. Vâng, còn lẩu luôn được cả những con đệ của Vset. Hiện tại lượng network đứng đầu đang là Maybe rồi. Berlin ngay lập tức dành cho Yao ở đây. Di chuyển vào đến từ phía của team EG, nhưng một cái Senchi cắm ra rất tốt của LGD đã giúp cho họ giành được chiến thắng trong combat vừa rồi. Vâng, lên là một cái gậy lốc, nhưng mà cái gậy lốc nó chưa giúp cho Sumail gánh được combat trong những tình huống vừa rồi. Và có lẽ là EG họ cần phải xem lại. Vâng, MMY lấy được cái ulti của con Lestrade không phải là một cái skill quá hay dành cho Rubik. Winter của PPD sẽ lên cho mình làm cái Glimmer Cape thôi. EG họ đang chơi với chiến thuật là cố gắng để giữ lại những cái lane của mình, trong khi đó thì để cho những cái thành viên khác như là Sumail, Fear hay thậm chí là University đẩy những cái lane, ví dụ như lên trên top như vừa rồi. Trong khi đó LCD cố gắng là stick lại, giành chiến thắng trong combat nhỏ lẻ và để cho Syla farm nhiều như thế này. Hiện tại thì network đang hơn dành cho bên phía team EG khoảng tầm 3.000 network, và lượng kinh nghiệm thì cũng vậy, không phải là khoảng cách lớn được vào thời điểm phút thứ 23 như thế này. Một combat thôi thì LCD họ sẽ giành cái tất cả thôi. Xeo 8 sẽ còn lâu lắm mới có Berlin. Vâng, bây giờ là smoke 4 người đến từ phía team LCD rồi. Chúng ta cùng chờ đợi một tình huống đánh nhau to ở đây. Đã có gậy xanh, như vậy là Berlin dành cho Sumail với con Lestrade. Không phải là một cái BKB lên sớm mà đó là Berlin. Vâng, bây giờ thì nhìn thấy Fear cực kỳ tinh tế đến từ Fear, di chuyển về ngay lập tức. Yao không pha Berlin lên và cố gắng đẩy cái Isaac ra, nhưng bị qua mất cái khu vực của Senchi rồi, quyết định là đi về đến từ phía của team LGD.
Maybe thì sẽ lên cho mình một cái song kiếm thôi. Di chuyển liên tục là stick 5 người, 4 người với nhau đến từ LGD. EG họ đang cố gắng kéo giãn cái trận đấu này, tránh những tình huống va chạm và có lẽ là muốn farm thêm những cái item cũng như là level dành cho Lestrade. Cá nhân tôi nghĩ rằng có Lestrade của Sumail cần một cái BKB ở đây. Stick liên tục đến từ phía LGD như thế này sẽ khiến cho những con hero support như là con Shaker là Rubick bị thọt một chút về lượng level. Chắc chắn là thọt level hơn so với Lestrade hay là thậm chí con Winter của PPD rồi. Universe thì đang lên cho mình đó là một cái gậy đẩy. Tê lê về cực kỳ tỉnh táo. Đang cố gắng để đánh rằng co ở đây, trong khi bên phía team LGD họ có một con Gyrocopter khả năng là chơi về giai đoạn late game cực kỳ khỏe. Vâng, và cuối cùng đã có trụ rồi, trụ dành cho Sumail. Rất nhiều cái mề đầy được lên bên phía team EG. Bây giờ họ muốn phía lao tảng vào đến từ phía của Tuska. Một mình giao ở đây. Vâng, đẩy Aishat ra nhưng không thành công rồi. Xong kiếm dành cho Maybe. Và lại có một cái úp sót vào. Úp sót thẳng vào người của Tuska ở đây. Định đấm lên nhưng đó là mini stun. Bây giờ đấm lên được rồi và Yao sẽ lên bảng đếm số. Đó là một cái bom coming stun. Maybe đang bị dồn vào với con ulti của PPD. Maybe nào, có lên bảng đếm số hay không? Đó là vâng, thuốc ulti cực kỳ hay của FM White. Bây giờ LGD họ có chết hết hay không nào? Maybe lên bảng đếm số nhưng Sylar sẽ là bắn chết hết ở đây rồi. Triple kill dành cho máy bay. Có ultra kill hay không? Ultra kill 13-16 cho LGD rồi. Quá hay. Combat và MMY chơi tuyệt vời. Mất quá nhiều thời gian để EG có thể lấy được mạng của Maybe. Và họ tính toán cái lượng đam là không thực sự hay. Sau đó tôi để cho Gyrocopter bay ra và khi đó sẽ là bán chết hết rồi. Con sai con Gyrocopter của Syla nó đang quá to với một cái hút máu, một cái BKB. Gyrocopter đang hơn với lượng đam hút khá nhiều so với Fear. Và với một con cờ linh, Fear vẫn đang không làm được cái nhiệm vụ là đi rap hay là đi put vào trụ của mình. Vẫn là hơn khoảng tầm 2.500 network dành cho bên phía team EG. Còn lượng XP thì trôi về là bằng không rồi. Cái lượng quát chúng ta để ý minimap một chút, khi mà cái lượng quát của team LGD họ đang cắm vào rất nhiều cái khu vực có thể ganh ở đối phương, cũng như là gần như kiểm soát được cái đường mid, khu vực farm dành cho Fear cũng như là Deathstrike hay là khu vực rừng. EG trong suốt khoảng tầm 7 đến 10 phút vừa qua họ không có những pha chủ động là đi ganh, cố gắng để farm và cuối cùng thì vào combat thua bị team White. Cái bộ đôi phải nói chính xác là cái bộ 4 Shaker, SF, Tuska và Gyrocopter của LGD nó là quá khó để có thể ngăn cản. Vâng, và ngay sau khi có một tình huống team White thì hiện tại đã có 1.900 dành cho Cell 8 và cái Blink sẽ đến sớm với anh rồi. Khi mà bên phía team LGD họ đang có lượng size map rất tốt, có hoàn toàn có thể là dành khoảng trống để cho con Shaker này đi farm xong cho mình cái Blink, và khi đó thì Echo Slam nữa dành cho Shaker nó là quá khủng khiếp. Thank you.
Vâng, bây giờ Rosa đã ra rồi. Bên phía team LGD liệu rằng họ có ăn muốn ăn Rosa hay không? Vâng, rune DD luôn. Sẽ làm cái rune DD dành cho Maybe. Vâng, Berlin cho Cell 8. Đang có smoke đến từ phía của team EG. Họ ping vào khu vực Rosa, có rocket vào scout đến từ phía của Universe. Nhưng LGD họ biết điều này, tính toán là tốt của đạo diễn Cell 8 ở đây. Berlin vào giết cái con troll này, không giải quyết vấn đề gì cả. Có một tình huống mà PPD đang phát hiện ra ở đây, đập vít xua ra, PPD nào đấm móc lên thôi xong rồi. Vâng, clip mở kết bật đớt lên của Yao, bây giờ PPD tự ngủ mình lại thôi rồi, lên bảng đếm số và unstoppable dành cho Syla. Đó là một cái BKB dành cho Fear rồi. Tình huống tiếp theo sẽ là tình huống với team EG, họ giảm đánh nhau nhưng hiện tại bây giờ không có con rồng băng này, sẽ là Easy Rosa từ bên phía của team LGD. Chắc chắn là EG không muốn vào trong tình huống ăn Rosa này, còn nếu như vào tôi nghĩ sẽ là thua. Liệu chúng ta sẽ có một tình huống cướp Rosa đến từ phía của Universe hay không? Chúng ta hãy xem Yao kìa, anh đứng ở khu vực có thể chắn được cái đường hút đến từ phía của con Clockwork và bật luôn BKB để chắc chắn là có được cái khiên Aegis dành cho Maybe. Vâng, mua luôn cho mình một cái talisman với những cái mid dành cho Maybe và cái item hướng đến là một cái butterfly. Lên đồ là quá chuẩn bài đến từ việc con SF này. SF càng sống lâu cho combat thì Gyro càng có nhiều cơ hội để dồn đam. Vâng, Let's Rock của Sumail đã farm gần xong cho mình. Đó là một cái Octarine Core rồi. Đã scout ra các thành viên bên phía của team LGD đến từ Fear. Ngay lập tức là di chuyển về thôi. Để chúng nó phát hiện ra bây giờ thì chắc chắn là nằm lại. Vì sếp của thanh niên PPD, xin lỗi các bạn, vì sếp của AOE hai cành thì sẽ hướng đến tiếp theo. Đó là một cái Solar Crest. Thực sự là chưa có bất kỳ tình huống chủ động nào đến với team EG. Và họ chủ động cho một pha combat và bị team wide. Bây giờ thì hơi khó đánh. Mặc dù là Let's Rock của Sumail có rất nhiều đồ ở đây rồi, vẫn đang ở dẫn đầu network. Nhưng Fear thì đang hơi thọt hơn một chút so với cả Solocopter cũng như là SF. Đang muốn đi push thi rồi. Nhưng với một khiên Aegis chắc chắn leo CD, họ sẽ là những người mà tự tin và chủ động hơn rất là nhiều. Băng trụ đến từ phía của LGD và ngay lập tức là có tình huống tele về. Rồi xong, butterfly dành cho Syla. Bây giờ vào làm thế nào để phía có thể bắn chết được con máy bay này đây. Rubik của MMY đã xong cho mình, đó là một cái Ghost Scepter. Solar Crest cũng đã lên xong cho V-Set của AOE. Cố gắng là đi đẩy lên và hướng đến một thế trận là nửa rát để đánh nhau đấy từ phía team EG. Vâng, Octarine Core cho Sumail. Vẫn chưa thấy những tình huống gánh kèo đến từ Let's Rock. Trong khi đó thì Gyrocopter của Syla có lẽ là một trong con Gyrocopter đáng sợ nhất của TI mùa này. Vâng, và LGD họ đang tập trung rất nhiều cho khu vực rừng của EG rồi, với một cái khiên Aegis. Syla thì hiện tại đang cố gắng để ăn cái trụ 2. Vâng, và ăn xong rồi, không lát hết được nhưng vẫn là ổn thôi. Đẩy được grip vào càng sâu, càng gần vào khu vực trụ 3 đến bên phía nhà của EG thì càng tốt. Vẫn đang là cố gắng để tránh va chạm đây. Universe mới chỉ có cho mình được đó là một cái level 11. Item tiếp theo không biết là có hướng thẳng đến một cái gậy xanh hay không, hay là sẽ cần một cái giáp băng dành cho con Clockwork này.
đây là một cái thế trận khá là yêu thích của team EG. Nhưng liệu rằng với một con Gyrocopter khả năng cân kèo dọn lên game nó quá kinh khủng thì EG họ có đang làm thực sự là hợp lý hay không? Vâng, nhìn thấy Sumail rồi, lần này có lên luôn cả một cái rocket đến từ phía của Sayla. Với Blink thì Let's Rock sẽ đi về là an toàn thôi. Vòng ping vào đến từ phía của AI Cảnh, bắn con gà. Ôi, chỉ một hit thôi. Và đó là một con gà trị giá với khoảng tầm 3/4 cái Butterfly. Đánh là ổn rồi. Butterfly, đó là cái Butterfly của Maybe. Ông Maybe không còn tiền bài bách nhưng anh vẫn đang cầm cho mình trên Aegis. Nếu như bây giờ bên phía team LCD đánh nhau vẫn là lợi thế dành cho LCD. EG biết điều này và họ đang không muốn có tình huống va chạm quá nhiều ở đây. Vâng, giày bay dành cho Sumail đang stick lại đến từ phía của EG, cho team của Vset vào scout cũng như là điều thêm máu vào cái trụ hai ở lên bot này. Tuy nhiên bên phía team LCD họ đang stick lại đây rồi. Cell 8 tiếp tục có thêm lượng farm của mình thôi. Lại là lùi về đến từ phía của team EG. Đánh nhau bây giờ là thiệt hơn, không tội gì mà làm như thế cả. Còn trong khi đó bên phía team LCD chưa có một cái Butterfly dành cho Maybe và cũng đã hết khiên này chết rồi. Có lẽ là cũng không quá vội vàng trong tình huống cần phải đánh nhau với đối phương khi mà họ có cho mình một con Gyrocopter. Vâng, con Lestrade mặc dù nó được xuất hiện rất ít kể từ khi vòng main event diễn ra, nhưng có vẻ như bên phía của team LCD họ làm quá tốt cái việc counter lại con Lestrade này. Sẽ là chờ đợi một cái Butterfly được mang ra cho Maybe. Sau đó thì có lẽ bên phía team LCD họ sẽ ăn thêm một khiên Aegis nữa nếu có thể. Và nếu như có khiên Aegis cùng một cái Butterfly cho Maybe thì khi đó LCD họ sẽ put vào. Fear thì sao? Fear cũng đã lên cho mình được một nửa cái MKB rồi. Với một cái MKB thì khi đó con Kling này mới đáng sợ cho combat. Mới có thể counter lại được ít nhất là con SF2 là con Gyrocopter. Santanic dành cho Syla luôn. Một con Gyrocopter gần như là full đồ thời điểm phút thứ 38. Khó quá, run DD dành cho Fear. Fear, tôi xong rồi Fear ơi. Bắn khá nhiều và có lúc xoát cực kỳ tuyệt vời. Universe bị nhấc lên rồi. MY chưa sử dụng cho mình bất kỳ tình huống cướp skin nào cả. Bây giờ tiếp tục dồn down với Universe khi mà Fear đã nằm xuống rồi. Bật giáp phản lên đây để làm gì đây? Ulti ra. Không phải, đó thì huống dầm stun đấy từ phía của Cell 8 rồi. Và lấy được hai mạng cực kỳ quan trọng của EG. Wicked Six dành cho Gyrocopter của Syla. Và như tôi đã nói rồi, nếu như có cơ hội team LCD họ sẽ ăn Roshan. Hơi đáng tiếc một chút xíu hiện tại bây giờ Roshan chưa xuất hiện. Liên tục là bắt lẻ như thế này. LCD họ đang giành được khá nhiều cái lợi thế và tôi đang nghĩ đến cái game 3 rồi. Để cho Cell 8 pick cho mình bộ 4 con hero. Đó là Gyro, SF, Tuska và Shaker tương đối dễ dàng. PPD mặc dù tính toán một con Vset có khả năng là chuyển từ vị trí là role support sang thành kiểu như là semi-core, nhưng hiện tại thì vẫn chưa thực sự là thành công cho lắm. Cố gắng dồn vào đến từ phía những con chim của Vset ở đây. Tuy nhiên Cell 8 đã về kịp thời và đang farm rồi. Rừng của bên phía team EG hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của LCD. Gem cho Yao và chắc chắn là bây giờ cắt mũi cắt tai cũng như là bịt mắt
đến từ phía các thành viên của team LGD. Đây rồi, liên tục phá hết tất cả những cái quát thôi. Vâng, scout khá là hay đến từ với Universe bắn vào khu vực Roshan nhưng không giải quyết vấn đề gì cả. Roshan bây giờ chưa có và LGD tiếp tục gặp farm ổn. Maybe với một cái Have Dominator, item hướng đến sẽ vẫn là một cái Satanic. Và nếu như có hai cái Satanic cũng như là một cái Butterfly cho hai con Core Hero của LGD, EG họ sẽ đánh cái kiểu gì đây? Vladimir dành cho thanh niên Vset. Không phải là cái item thì nó quá nhiều, nhưng vẫn là một cái sự lựa chọn hay. LGD Smoke di chuyển không xong vào trong khu vực rừng rồi. Họ không muốn để cho team EG xuất hiện ở trong rừng của nhà mình. Co cụm và đang không có được khoảng farm dành cho Evil Genius. Vâng, và lên cho mình một cái giáp băng đến từ Sumail. Gần có được một cái MKB rồi. Vâng, Blink dành cho PPD. Chưa có thực sự những tình huống ulti nào quá hay của PPD cả. Và liệu rằng với một cái Blink như thế này, con rồng băng nó có thể trở thành con hero giúp cho bên phía team EG lật kèo hay không? MKB cho Fear ở đây. Vâng, farm hết luôn cả ba con chim của thanh niên Vset. Đam, lượng đam đưa vào con Zarakopter thì là quá khỏe rồi. Hai hit với cái flag cannon thôi. Tất cả đệ của Vset là sẽ quỳ hết. Bây giờ đã có Roshan, LGD họ sẽ ăn con Roshan này. Evil Genius chắc chắn là sẽ chuẩn bị cho tình huống đánh nhau khu vực Roshan này với những cái rocket scout ra của Universe thôi. Vâng, đánh cực kỳ hay. Đợi đối phương bắn rocket scout sau đó thì mới phá cái quát. Quá tỉnh táo và gần như là bắt mọi bài của EG đến từ phía của xe 8. Bây giờ Smoke di chuyển vào rồi. Smoke di chuyển vào rồi. Tôi đang chờ đợi vào cái Blink của thanh niên TBD. FMY với một cái Rodent V. Blink lên của Sumail cố gắng dồn vào xe 8. Xe 8 bật Echo Slam lên rồi. Không lấy được quá nhiều máu. Sumail tự lock mình lên. Bây giờ thì Baby đang bắn thẳng vào mặt của Syla ở đây. Mở ulti ra đến từ phía của Baby, không có BKB. Let's Rock lên bảng đếm số. Đấm tiếp vào Fear. Fear cố gắng bắt dạo đây, đã xong được mạng của thanh niên Tuska rồi, mất gem. Tuy nhiên bên phía của Team EG họ bắt buộc là phải lùi về. Vâng, nhấp được PPD lên và PPD sống được tên này nữa thì... Vâng, đó là một tình huống mà không có Sanchi cũng như là Quark. PPD clip market và đi về thành công. Đó là Blink. FMY cố gắng đuổi theo nhưng FMY không có Blink ở đây. Đuổi theo kiểu gì? Stun cực kỳ hay quá đi anh Cảnh. Giết luôn cả Rubik ở đây mà. Giết luôn. Hồi máu. Trời ơi, bỏ đôi sắp bắp. Fear di chuyển ra. Đó ra mạng dành cho Fear. Maybe định làm gì đây? Maybe định làm gì đây? Vâng, một tình huống đánh nhau cover combat cực kỳ tốt. Đánh nhau cực kỳ tốt. Hook shot vào đến từ Universe. Họ muốn Maybe. Họ muốn Maybe cần có Fear. Fear có lẽ sẽ bắn chết Maybe ở đây rồi. Còn một cái mạng Aegis nữa. Tiếp tục là bắt gà đến từ phía của team EG. Dồn đam. Stun cực kỳ chuẩn. Maybe lên bảng đếm số. Dồn đam vào Universe. Universe với một cái clean market. Bắt tiếp vào Sela hay không nào? Xeo 8 không có ulti ở đây. Lộc được Xeo 8 lên. Timing stun. Bắt luôn con Shaker này. Con một Shaker vâng. Đấu solo vâng. Bây giờ là một tình huống lăn vào cực kỳ hay của Yao. Nhưng Xeo 8 vẫn lên bảng đếm số gậy đầy ra. Fox Start được tay như Sela rồi. Cố gắng rồi đang Sela. Sela bấm cho mình cái cheese ở đây. Stun vào người. Vâng, Sela lên bảng đếm số. Killing spree dành cho Aoi Ai Cảnh. Các anh em của team EG đang cực kỳ yếu máu. Nhưng họ combat quá tốt ở đây. Với một cái Blink dành cho PPD cũng như là cái Blink dành cho Sumail. Blink Gaming và EG đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi trong những phút vừa qua. Sẽ là phút thẳng vào thôi. Không có buyback dành cho SF ở đây. Chắc chắn là sẽ phút thẳng vào. Diabolic đã được bật lên. Băng trụ đến từ phía của team LGD. Combat thực sự là quá hay và thông minh đến từ phía của những người Mỹ. Vâng, và tôi muốn hỏi lại trên khán đài là các bạn có yêu nước Mỹ không ạ? Một lần dành cho EG rồi. LGD đã làm cực kỳ tốt ở giai đoạn đầu mid game, nhưng đánh vào đầu late game với việc của họ không thực sự là quyết đoán.
bây giờ là khoảng tầm 13.000 net worth dành cho Evil Genius. Lượng XP thì cũng khoảng tầm gần 5.000 rồi. 20 đều EG đang khiến cho bên phía của Team LGD thực sự là bị gây lú. Vâng, một tình huống combat fail trong khu vực Roshan khi mà LGD hơi chủ quan, họ để mất Yao quá sớm. EG tính toán rất tốt với việc là phía chỉ dồn đam vào Yao thôi, không còn cái gem đến từ phía của con Tuska. Bên phía team LGD họ hoàn toàn không bắt được những con hero support của EG và sau đó là Quỳ. Mất một lên rồi, tuy nhiên cơ hội dành cho LGD vẫn còn nguyên với con Shadowcopter và lên một cái Crystallis dành cho Fear ở đây. Tiếp tục là mua gem đến từ phía của Tuska. Họ muốn giải quyết hai con hero support của đối phương rất nhanh. Vâng, và tôi nhìn thấy Shadowcopter lên cho mình một cái Demonet. Item hướng đến sẽ là một cái MKB, chắc chắn là MKB rồi. Và đã có vẻ như là một cái gậy xanh cho Clockwork của Universe. Vâng, hiện tại network thì Sumail 27.000. Rõ ràng là nếu so sánh về cái riêng game đấu này thôi, Sumail đang là người làm tốt hơn so với Maybe một chút, là chính xác hơn. Team EG với sự chỉ đạo của PPD đang diễn một bộ phim hay hơn so với đạo diễn của Trung Quốc Cell 8. Gọi bánh mì họ anh với nói. Vâng, cũng là Crystallis dành cho Maybe rồi, đang cố gắng để farm thêm những cái Satanic được mua dành cho Shadowcopter cũng như là SF. Nhưng vào trong combat thì cái hiệu năng sử dụng của những cái Satanic này nó lại không hiệu quả khi mà EG họ đánh quá là lắc léo. Vâng, và gậy hack dành cho Sumail ở đây, 10 Charm Bloodstone. Vâng, đã bị phát hiện ra từ có tình huống soi phai đây rồi. Dồn nam vào Yao, họ muốn Yao nhưng đó là tình huống mà đẩy được tay nghiên Yao ra. Yao thoát trong gần tất trong phao rồi. Dồn nam vào Maybe ở đây, Maybe sẽ bắn vào Sumail. Vâng, vâng, đó là tình huống mà Sumail đã bị dồn nam hồi máu rồi. Maybe lên bảng đếm số, tiếp tục là Yao. Syla cũng đang phải nằm xuống ở đây. Syla cũng sẽ chết ở đây rồi. EG, tiếp tục vào. Vòng 3 thành viên Core Hero bên phía LGD lên bảng đếm số. 100 giây cho Shadowcopter của Syla lấy gì ra để đép cái lên top này. Pha combat với một tình huống hook shot vào cực kỳ nhạy cảm của thanh niên Universe. Bên phía thì bây giờ rõ ràng là đánh một combat quá tuyệt vời. MMY gần như là không sử dụng cái ưu tiên của mình, tiếp tục hack vào đến từ phía của MMY. Bây giờ có một pha đập Fissure ra, Clockwork sẽ ăn mạng của MMY đây không? Bật con ra không được sửa lại cho lắm, tuy nhiên vẫn đuổi được anh em ngoài về. Cần phải di chuyển ra và ăn vào Rex. Ăn được Rex thôi. Và hút thoát vào GG.